Tâm chúc lần hai nhá. Đây, quay, quay trực tiếp. Quay. Tùng với à, Sơn. Con gái tôi. Sung sướng. Đang sướng. Sung sướng. Đi nào. Đang chạy được chi? Mẹ không đi à con? Mẹ không lên à? Trời. Được rồi, mẹ làm sao đi được? Tâm hai hạt trai ơi, vào mình xem nha. Ui, phải đi với bố. Bố cũng được tách đây. Thanh niên của khác ấy. Thanh niên của khác ấy. Vâng ơi. Đi vệ sinh đi thôi chứ. Có chữ gì đấy? Có phải không? Nhà vệ sinh đi chứ. Để đây. Để đứa này lên chứ. Đúng không? Đúng rồi, đi lên đấy. Để đang lên cao rồi tự nhiên. Chẳng nên đi xuống thế. Có cái ống cái cỏ đây này. Trời ơi. Vợ chồng như lóng ở lại tâm phòng. Anh làm lệ gì? Ở lại làm lệ. Đi dùm nhẹ nhẹ nhá. Anh. Em dùm nhẹ nhẹ. Nào. Sơn đâu nhỉ? Sơn đi đâu? Hả? Sơn không đi. Sơn giải đấu được không? Nhờ Tùng chụp cho. Rồi. Em giỏi quá. Có chụp không? Có chứ. Đấy, đứng vào đi cháu chụp cho. Thank you.
Hương. Này. Này này cứ nhìn thấy đâu kìa. Này có mở mà chả thấy gì bên đấy đâu. Đây đây. Thấy cái chung hai chỗ bên đây này. Anh thấy chưa cả sáng. Đây đứng đấy. Đây này, đứng đây đây đây. Đấy dùng xuống đi. Anh. Alo, ta đừng quay lại về cái hình trên này chứ. À chụp vào thế rồi. Đây. Anh ơi, đứng đây. Đến đây kia. À đây. Đây kia. Kia, vô nhá. 2 3 này. Rồi, yeah. Anh đi. Đi tiếp. Đi tiếp nào. Ở đấy đúng rồi đấy. Chân đấy ít thôi. Tức là sát chân. Ê, sao đây? Đi mà. Đi theo mà. Để ý cháu nhá con ơi. Để ý con gái nhá, chú ý nó để nhìn nó nhá. Hà ơi. Hà ơi. Em ngoảnh mặt lên nào. Anh Lục ơi. Tuấn ơi. Tùng ơi. Đây đây đây. Thế biết chị đứng giả dày lắm chị không ạ? À?
Vâng. Con ơi, con cái đường nó nguy hiểm con ơi. Chị ơi. Này mà đi làm mua ảnh hai nghỉ đi. Anh ơi. Khéo ngã cho con nhá. Đây, thằng đây.